Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoang Móc Mùi Trương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón với những cái họa tiết, và mình sẽ ráp lại với nhau như vậy ha các bạn ha. Đó. Đối với cái sản phẩm này thì các bạn móc cũng rất là nhanh luôn các bạn. Đó. Rồi, mình cùng đi vào chi tiết ha các bạn ha. Nguyên liệu hôm nay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái màu sợi dệt 20 như vậy ha các bạn. Và mình sẽ móc kim móc 2.75 nha. Rồi mình cùng đi vào chi tiết nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái miếng hoa văn như vậy trước ha các bạn ha. Rồi trước tiên ha thì các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi bính nha. Một, hai, 3, 4 và 5 cái mũi bính. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc trên kim giùm mình hai cái mũi như này ha các bạn. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình cái mũi kép đôi ở đây ha. Đó, các bạn móc chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim như vậy ha các bạn. Đó, cho tới hết thôi. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ qua giùm mình ba bính nha. Rồi tiếp tục các bạn lại đi cái mũi thứ hai. Đó, các bạn cũng móc trên kim hai cái móc chỉ như vậy. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc qua lần lượt hai mũi trên kim. Đó, tới khi còn hai mũi thì các bạn sẽ chờ như vậy giùm mình. Và tiếp tục ha, mình sẽ đi tới cái mũi thứ hai nè. Đó, cũng móc hai chỉ trên hai cái mũi chỉ trên kim và kéo qua lần lượt như vậy. Rồi sau đó thì mình sẽ rút hết. Đó, như vậy là mình sẽ được cái hoa văn như vậy nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ qua giùm mình ba bính. Đó, và mình lại làm cái cánh thứ hai. Đó, cái cánh thứ ba các bạn cũng móc chỉ như vậy luôn, hai cái mũi chỉ trên kim và sau đó thì đi cho mình hai cái mũi kép chờ. Đó. Tiếp tục đi hai cái mũi kép chờ như vậy ha các bạn ha. Đó, sau khi các bạn đi hai mũi kép chờ như vậy thì các bạn sẽ rút hết. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ qua ba bính giùm mình. Đó, như vậy là mình đã được ba cái cánh hoa rồi này các bạn ha. Tiếp tục ha, các bạn vẫn làm như vậy luôn. Đó, mình cứ đâm vào cái mũi đầu tiên và mình sẽ đi những cái cánh hoa của nó thôi. Những cái cánh hoa này thì các bạn sẽ đi giùm mình cái mũi kép đôi như vậy ha. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ rút hết. Tiếp tục qua ba bính và tiếp tục móc cái cánh tiếp theo. Và ở giữa này các bạn sẽ làm cho mình là 8 cái cánh hoa như vậy nha các bạn. Đó. Các bạn cứ đi hai cái mũi kép chờ và rút hết giùm mình như vậy. Đó, và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng 8 lần như vậy nha. Đó. Đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi đủ giùm mình thôi nha. Như vậy là sau khi các bạn đi đủ 8 cánh này các bạn, thì các bạn cũng qua giùm mình ba bính luôn. Đó, và các bạn sẽ kết vào đây bằng một cái mũi trượt giùm mình. Đó, và các bạn sẽ cắt chỉ và giấu mối giùm mình nha. Đó, như vậy là tiếp tục thì các bạn sẽ sử dụng cái chỉ màu trắng ha, để mình móc tiếp. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ sử dụng cái chỉ màu tím ha. Đó, mình sẽ móc vào những cái ngăn hồi nãy mình qua ba bính nè. Đó, thì mình sẽ đi vào đây ha các bạn. Và các bạn sẽ nối chỉ vào giùm mình. Sau đó các bạn cũng lên giùm mình 4 bính luôn. Như vậy. Tiếp tục các bạn cũng ngoắc giùm mình hai cái mũi chỉ trên kim như vậy và mình đi hai cái mũi kép chờ như vậy ha. Đó. Đó, các bạn ngoắc hai cái mũi chỉ trên kim, rồi sau đó thì mình ngoắc chỉ kéo qua lần lượt hai mũi trên kim. Sau khi đi được hai mũi thì mình chờ như vậy, sau đó các bạn ngoắc chỉ và rút hết như vậy. Đó, như vậy là mình sẽ được một cái cánh hoa này các bạn ha. Tiếp tục thì các bạn cũng qua giùm mình ba bính luôn. Sau đó ngoắc mũi chỉ trên kim và các bạn sẽ đi chung cái chân này luôn ha các bạn. Các bạn sẽ đi cho mình ba cái mũi kép chờ, kép đôi chờ nha các bạn. Đó. Đó, như vậy là mình đã đi được hai cái cánh hoa chung chân như vậy ha các bạn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ qua tiếp cái cánh bên này. Thì các bạn sẽ qua giùm mình ba bính và tiếp tục mình sẽ đi qua cái cánh tiếp theo bên này nha. Đó, các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi kép đôi chờ như vậy luôn. Đó.
Rồi sau đó thì các bạn sẽ rút hết. Tiếp tục các bạn lại qua ba bên và mình sẽ đi chung chân luôn nha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi kép đôi chờ như vậy, và sau đó thì rút hết như vậy thì mình sẽ được là hai cái cánh hoa chung chân ha các bạn ha. Đó. Đó, như vậy là mình đã làm được hai cái cánh hoa ở chung rồi nè ha các bạn ha. Ở cứ một chân như vậy các bạn sẽ đi cho mình hai cái cánh hoa như vậy. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi nha. Rồi như vậy là sau khi các bạn qua ba bến thì các bạn cũng kết hàng lại giùm mình luôn nha các bạn. Đó, và các bạn sẽ giấu mối giùm mình. Rồi tiếp tục qua tới cái hàng tiếp theo ha. Đây, mình sẽ qua cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ dùng cái chỉ màu xanh tiếp tục, các bạn sẽ nối chỉ vào đây giùm mình. Và các bạn sẽ lên giùm mình ba bến nha. 1 2 3. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi vào cái chân này thêm hai cái mũi kép đôi nữa giùm mình. À xin lỗi, hai cái mũi kép nữa giùm mình. Như vậy là mình một cái chân như vậy nè, đó mình sẽ được ba cái mũi kép như vậy ha các bạn. Rồi tiếp tục qua cái chân tiếp theo, các bạn cũng đi cho mình là ba cái mũi kép luôn nha. Đây, 1 nè. 2 nè. Và 3. Tiếp tục cái chân thứ ba, các bạn cũng đi cho mình ba mũi kép nha. Đây, 1 nè. 2 nè. Và 3. Đó, như vậy là mình sẽ có ba cái chân đi chung ba cái mũi kép như vậy ha các bạn. Qua tiếp tới cái chân tiếp theo thì các bạn sẽ đi như vậy cho mình. Đó, các bạn ngoắc giùm mình hai cái mũi chỉ trên kim và các bạn sẽ đi vào đây cho mình ba cái mũi kép đôi nha các bạn. Đây, 1 nè. Tiếp tục 2 nè. Và tiếp tục ba cái mũi kép đôi như vậy. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ qua giùm mình hai bính nha và tiếp tục đi ba cái mũi kép đôi ở đây. 1 2 và 3. À, tiếp tục ba cái chân kế tiếp các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi kép như vậy ha. Đó, cứ một chân như vậy các bạn sẽ đi cho mình ba cái mũi kép nha. Đây, chân này các bạn đi cho mình ba mũi kép nè. Ở chân kế tiếp ba mũi kép luôn nha các bạn. 1 nè. 2 nè. Và ba cái mũi kép. Ở chân kế tiếp ba mũi kép chung chân luôn. 1 2 nè. Và 3. Đó, như một như vậy là một cái cạnh của nó đó các bạn. Đó, mình sẽ có ba chân, ba cái mũi kép như vậy. Đó, tới cái chân thứ tư thì mình sẽ đi cái góc nhọn này ha. Cái góc nhọn đó thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi kép đôi nè. 1 2 và 3. Rồi sau đó thì các bạn sẽ qua giùm mình hai bính và tiếp tục đi ba cái mũi kép đôi nữa nha. Đó, các bạn đi chung chân luôn để cho nó tạo ra cái góc vuông đó ha các bạn. Đó, như vậy là mình sẽ có được là thêm một cái góc vuông nữa ha. Ba cái chân kế tiếp các bạn sẽ đi cho mình là ba cái chân, ba cái chân mũi kép chung chân như vậy. Đó, tới cái chân thứ tư thì các bạn sẽ đi cái góc vuông bao gồm ba cái mũi kép đôi qua hai bến và đi ba cái mũi kép đôi này. Cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi nha. Như vậy là sau khi đi xong cái hàng này xong thì các bạn cũng nối chỉ ha. Đó, các bạn cũng kết hàng giùm mình nha các bạn. Đó, kết hàng và giấu mối giùm mình. Qua tới cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ nối cái chỉ trắng vào giùm mình nha. Ở đây cái chỉ trắng của mình á, đây mình sẽ kết ở ngay ở giữa luôn nha các bạn, ở giữa này luôn nha. Đó. Các bạn sẽ lên giùm mình ba bính nha. Ba bính như vậy. Ở đây thì các bạn sẽ đi thêm cho mình là hai cái mũi kép chung chân nữa. Sau đó các bạn qua hai bính và tiếp tục đi ba cái mũi kép chung chân nữa. 1 2 và 3 cái mũi kép chung chân. Đó. Rồi ở cái giữa này này các bạn, đó thì chân nào các bạn sẽ đi chân đó giùm mình nha. Đó. Cái khung thứ nhất nè, khung thứ hai nè và khung thứ ba thì chân nào các bạn sẽ đi chân đó giùm mình nha. Đó là ở đây mình sẽ có nè, đây là một mũi kép nè. 2 nè.
3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi nha. Đó. Đó, các bạn sẽ đi dài qua tới phía bên này. Đó, và các bạn đi cũng giống y như vậy luôn nha. Đó, cứ ở giữa cái góc vuông đó thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái ba cái mũi kép vào chung chân, sau đó qua hai bính và đi ba cái mũi kép chung chân thôi. Đó, tới đây thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi kép chung chân nè. Đó, sau đó thì các bạn sẽ qua giùm mình hai bính và tiếp tục các bạn sẽ đi ba cái mũi kép chung chân vào đây nữa. Đó, như vậy thì nó sẽ ra được cái góc vuông thôi ha các bạn ha. Đó. Và tiếp tục thì mình vẫn đi chân nào các bạn sẽ đi chân đó, đó cái chân mũi kép này. Đó thì chân nào các bạn cứ đi chân đó thôi ha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách ta móc để mà kết luôn ha các bạn ha. Thì mình sẽ có là 5 cái miếng sản phẩm ha các bạn. Đó, 5 cái miếng sản phẩm và mình cái hàng cuối cùng mà cái đi màu trắng này nè thì mình sẽ kết vào luôn ha. Ở đây thì mình đã kết được 4 cái miếng như vậy rồi nè các bạn ha. Đó, 4 cái miếng như vậy rồi. Thì mình tiếp tục ở cái hàng cuối cùng của cái vành này đó thì mình sẽ đi như vậy nè các bạn. Mình sẽ đi khác hơn so với ba cái cạnh kia ha, để cho cái phần ở phía dưới đó các bạn, phần phía dưới của cái nón á, thì nó sẽ có độ phình ra từ từ đấy ha. Cho nên là ở đây thì mình cứ một hai chân mình sẽ thêm hai chân thêm hai chân thêm hai chân thêm và hai chân thêm như vậy ha. Chỉ có một cái cạnh ở dưới cùng là sẽ thêm như vậy thôi nha các bạn ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết vào ha. Thì ở cái cạnh này nè các bạn, ở cái cạnh này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là móc hai cái. Đó. Giống như là một cái cạnh hình vuông thì chỉ có một cái cạnh là mình thêm thôi nha các bạn, còn ba cái cạnh còn lại mình sẽ móc bình thường ha. Đó thì cái cạnh này mình sẽ thêm nè. Đó có nghĩa là hai cái chân đầu mình sẽ đi hai cái mũi kép bình thường. Rồi, tiếp tục qua cái chân bên cạnh thì mình sẽ thêm mũi nha. Tiếp tục này, hai cái chân kế tiếp mình đi bình thường. Đó, và tiếp tục cái chân kế tiếp thì mình sẽ thêm. Đó, giống như là 2F, 1 thêm, 2F, 1 thêm vậy đó nha các bạn. Đó, và đi tới cái góc ở bên đó thầy. Đó, 2F nè, còn cái mũi này mình sẽ thêm nè. À, đó, nãy giờ này 2F nè, rồi tới cái mũi này mình thêm nè. À, tới 2F nè, thêm, 2F, thêm. Và tiếp tục 2F thêm. Thêm. Đó, do cái cạnh này là cái cạnh mà ở dưới cái thân nón đó ha các bạn. Đấy. Rồi tới đây là mình đã đi được cái mũi thêm cuối cùng rồi nè ha các bạn. Như vậy là mình sẽ đi tổng cộng là 1 nè, 2, 3, 4 và 5. 5 cái lần thêm như vậy ha các bạn ha. Đó, 2 thêm, đi 5 lần như vậy. Rồi qua tới cái góc này thì tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình 3 cái mũi kép đó nha. 3 cái mũi kép chung chân như vậy. Sau đó các bạn lên một bính đó và bắt đầu mình sẽ kết vào đây. Đó, ở đây này mình sẽ bắt đầu vừa đi mình vừa kết luôn nha. Cái mũi này mình vừa mới đi xong nè thì các bạn sẽ kết vào cái bính bên này. Đó. Cái bính thứ hai ha các bạn. Đây các bạn sẽ đếm qua nè. Nãy mình đi 1, 2 thì mình sẽ kết vào cái bính thứ hai này nha. Đó, mình sẽ kết vào cái bính thứ hai. Đây mình sẽ đâm kim qua cái bính thứ hai này. Đó, và mình sẽ kéo cái cọng chỉ này qua. Đó, mình để mình kết qua nha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ qua giùm mình một bính. Và tiếp tục đi nè, đi cái mũi kép chung chân này nha. Đó. Rồi sau đó sau khi các bạn đi xong rồi nha. Đó, thì mình sẽ ngoắc cái mũi ở bên cạnh nè. Đây. Cái mũi ở bên cạnh này ha các bạn. Đó, cái mũi của bên cạnh này. Đó, các bạn sẽ kéo cái cọng chỉ này qua. Đó, như vậy là mình vừa đi móc mà mình vừa kết nó vô luôn ha các bạn ha. Rồi tiếp tục cái chân thứ hai nè.
Cái chân thứ hai thì mình đi chung chân này nha các bạn. Đó thì mình cũng kết vào đây luôn. Đó, mình lấy cái mũi phía bên kia, mình kéo cái cọng chỉ này qua. Đó, như vậy là mình đã được mũi thứ hai. Tiếp tục mũi thứ ba chung chân ha các bạn. Mũi thứ ba chung chân nè. Đó thì mình cũng kéo cái chân thứ ba qua. Sau đó mình kéo cái cọng chỉ này qua. Đó, như vậy là mình kết luôn. Tiếp tục tới cái chân bên cạnh này, mình đi mũi kép. Đó, thì mình đi xong thì mình sẽ kéo cái chân của cái mũi này qua cái chân mũi bên kia luôn. Đó, cái chân nào thì mình sẽ kết qua cái chân bên đó thôi ha các bạn. Đó. Và các bạn lưu ý là các bạn sẽ để cái cạnh mà thêm á các bạn. Ví dụ như cái cạnh thêm là nó giống nhau hết nha. Đây là cái cạnh thêm nè, thêm nè, cái cạnh thêm nè. Đó thì các bạn sẽ sắp cho nó ngay ngắn nha. Đó, sẽ nó cùng như vậy hết trơn nha các bạn. Chứ các bạn đừng có để mà cái khúc ở trên này mình không thêm mà mình bưng xuống đây là không được. Tại vì cái khúc này á, là cái khúc ở phía dưới của cái nón này ha các bạn. Khúc phía dưới và cái phần này thì mình sẽ kết lên trên nè. À, đó, cho nên cái phần thêm á, các bạn sẽ kết vào cho nó thẳng hàng như vậy luôn giùm mình nha. Đó, chứ không thì chút nữa nếu mà các bạn không có kế thẳng hàng như vậy thì chút nữa thì nó sẽ bị lộn đó nha các bạn, lộn mũi đó ha. Đó, tới đây thì chân nào thì các bạn sẽ kết vào chân đó giùm mình thôi. Đó, các bạn cứ lấy một cái mũi nè, đó, cứ lấy cái mũi của cái mũi mới nè, đó, và các bạn sẽ kết vào thôi. Đó, để lộn, mình kết lộn mũi nè. Đó, đó, cái chân của cái mũi nào thì các bạn sẽ kết vào cái chân của cái mũi đó thôi. Đó, mình đi xong cái mũi này tiếp tục mình kết qua cái chân bên cạnh. Đó, đó, như vậy là sau khi đi xong đó các bạn, đó, khi xong đi xong cái hàng này thì cái hoa văn này nó cũng có một cái đường ở giữa như vậy nè. Đó, các bạn nhìn nó sẽ tự nhiên hơn, không có như cái lằn mây của mình ha các bạn ha. Đó, đó, đây nè, đó, mình dùng vừa móc vừa kết vào đó. Đó, thì nó sẽ liền như vậy nè các bạn. Đó, nó không có cái mũi may á, nhìn sản phẩm nó sẽ được đẹp hơn ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ kết hết cái hàng này giùm mình thôi. Đó, kết hết tới đây ha các bạn, rồi tiếp tục những cái cạnh còn lại đó thì các bạn vẫn cứ đi bình thường không thêm nữa ha. Đó, rồi như vậy là cái miếng sản phẩm này nè thì các bạn sẽ móc cho mình là 5 miếng như vậy ha các bạn. Đó, và các bạn sẽ kết thẳng hàng như vậy giùm mình nha. Đó, cái đường mà các bạn thêm nè ha, là các bạn sẽ kết cho nó thẳng hàng như vậy luôn ha, thẳng một cái đường, thẳng một cái hàng luôn. Đó, và qua tới cái điểm thứ năm này các bạn cũng kết tương tự như vậy luôn nha các bạn. Đó, và đối với cái miếng cái sản phẩm thứ năm đó thì các bạn sẽ kết vòng tròn luôn nha. Đó là các bạn sẽ vừa kết phía bên này và vừa kết phía bên này luôn ha. Đó, sao cho cái đường mà mình thêm á nó phải thẳng hàng, thẳng một đường mới được ha các bạn ha. Đó, ở đây cả. Rồi tiếp tục thì mình sẽ kết cái miếng cuối cùng vào ha. Ở đây thì mình sẽ đi ba cái mũi kia nha. Đó, sau khi qua một bính thì tiếp tục mình sẽ kết vào đây. Đó, cách kết thì kết giống y như hồi nãy mình hướng dẫn cho các bạn thôi ha. Đó, mình kết từng mũi, đó, mình đi tới cái mũi nào thì mình sẽ kết tới cái mũi đó thôi các bạn. Đó, ngay cái góc nhọn đó thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi chép chung chân đó, thì từng cái mũi mình sẽ kết vào hết nha. Đó, các bạn cứ đi xong một mũi thì các bạn sẽ kéo cái cọng chỉ đó qua cái mũi bên cạnh của cái sản phẩm kia thôi. Đó, nó cũng khá là đơn giản ha các bạn ha. Đó, như vậy thì mình khỏi phải dùng kim á các bạn, để mình may nó vào. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ kết cái miếng sản phẩm này vào giùm mình thôi nha. Sau khi đi cạnh bên này xong ha, qua tới cái cạnh phía bên này thì các bạn sẽ kết cái này vào thôi. Đó, còn cái cạnh cuối cùng thì mình sẽ thêm vào.
đó, mình thêm vào cho nó giống những cái cạnh mà mình đang thêm nè ha, đó hai thêm vào thôi. À, tiếp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái chóp nón nha các bạn ha. À, trước tiên thì các bạn sẽ đi giùm mình hai bính như vậy, và sau đó thì các bạn sẽ đi vào cái bính đầu tiên nè, 8 cái mũi đơn giùm mình nha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Đó, như vậy là mình đã móc xong được cái hàng đầu tiên ha các bạn ha. Như vậy là qua tới cái hàng tiếp theo thì mình sẽ móc xoắn ốc luôn nha, và mình sẽ đánh dấu hàng vào nha. Như vậy là qua tới cái hàng thứ hai thì các bạn sẽ đi cho mình là 8 cái mũi V ha các bạn. Cứ như vậy là một chân như vậy, các bạn sẽ đi cho mình là 2 mũi đơn vào chung chân thì nó sẽ ra được cái mũi V ha. Đó, và các bạn sẽ đánh dấu hàng vào giùm mình. Các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 8 lần như vậy. Đó, cứ một chân thì các bạn sẽ đi cho mình là 2 cái mũi đơn vào chung chân nè. Đó. Và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong được cái hàng thứ hai ha các bạn ha. Rồi qua tới cái hàng thứ ba thì các bạn sẽ đi cho mình một ít và một thêm ha. Đó, cái chân đầu thì các bạn sẽ đi cho mình một ít nè. Rồi qua cái chân thứ hai thì các bạn sẽ đi cho mình một V. Đó, và mình cũng đánh dấu hàng vào luôn. Đó, một ít nè. Rồi cái chân kế tiếp sẽ là một V. Một V có nghĩa là hai cái mũi đơn vào chung chân. Và các bạn sẽ đi 8 lần như vậy ha các bạn. Cứ 1X, 1V, 1X, 1V. Đó, và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. Đó. Rồi qua cái hàng kế tiếp ha các bạn, thì các bạn sẽ đi cho mình là 2X và 1V nha. Hai cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình là 2X nè. Và chân kế tiếp sẽ là 1V. Đó, và các bạn cũng đi cho mình tổng cộng 8 lần như vậy luôn. Đó. Các bạn cũng đánh dấu hàng và giùm mình móc xoắn ốc đó, cho nên sợ các bạn quên hàng đó ha. Rồi tiếp tục hai cái chân kế tiếp nè, các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi x. Cái chân kế tiếp nữa sẽ đi là một cái mũi v. Đó, 2x 1v, 2x 1v, và các bạn sẽ đi 8 lần như vậy giùm mình nha. Đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Như vậy là đi qua tới cái hàng tiếp theo sẽ là hàng 3 thêm, nhưng mà mình sẽ sử dụng phương pháp tản mũi ha các bạn ha, để cho những cái mũi thêm của mình nó sẽ không có tụ tại một điểm đó. Cho nên cái hàng này các bạn sẽ đi cho mình 1X nè, 1V. Đó, cái chân kế tiếp nè, 1X, 1V ha các bạn. V có nghĩa là hai cái mũi đơn vào chung chân đó ha. Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi X nè, 1 2 3. Rồi chân kế tiếp thì các bạn sẽ thêm giùm mình. Đó, và các bạn sẽ đi như vậy tổng cộng là 7 lần như vậy ha. Và cuối hàng thì mình sẽ còn lại là hai cái mũi đơn ở cuối hàng ha các bạn. Đó, hai cái mũi x ở cuối hàng này. Do hồi nãy mình đã đi 1x 1v rồi đó, thì cuối hàng của nó sẽ còn lại 2x. Mình gộp chung vô thì sẽ thành là 3x thôi ha các bạn ha. Đó. Ở đây thì tiếp tục các bạn sẽ đi là 3x 1v, 3x 1v. Đó, các bạn cứ lặp lại và đi cho mình 7 lần như vậy. Và cuối hàng thì sẽ còn lại 2x nha các bạn. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Như vậy là cuối của cái hàng này nè các bạn, mình sẽ còn lại là hai cái mũi x ha. Đó, thì các bạn sẽ đi vào đây hai cái mũi x nữa. Như vậy là mình đã hoàn thành được cái hàng này ha các bạn ha. Tiếp tục qua cái hàng tiếp theo, các bạn sẽ đi cho mình là 4 thêm nha. Đó, 4 cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi x nè. 1 2 3 4. Và cái chân kế tiếp thì các bạn sẽ thêm
có nghĩa là hai cái mũi đơn vào chung chân đó các bạn. Đó, mình cũng đánh dấu vào luôn. Và cái hàng này các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng 8 lần như vậy ha. Đó, 4x nè, 1 2 3 4, kế tiếp sẽ là 1V. Đó, mình đi được 2 lần rồi, còn 6 lần các bạn sẽ đi từ từ và sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Vậy là qua tới cái hàng tiếp theo sẽ là cái hàng 5 thêm ha các bạn. Và mình cũng sử dụng phương pháp tản mũi ha. Rồi, hai cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình hai cái mũi X nha. Và cái chân kế tiếp thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V. Đó. Và cuối hàng của mình đó, thì nó sẽ còn lại là ba cái mũi X ha các bạn. Đó. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình 5X. 5X và một cái mũi V. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Và chân kế tiếp sẽ là một cái mũi V. Đó, và các bạn cũng đi cho mình tổng cộng 7 lần như vậy nha. Và cuối hàng thì sẽ còn lại là 3 cái mũi X ở cuối hàng nha các bạn. Đó, mình chỉ có thay đổi cái mũi đầu và cái mũi cuối thôi ha các bạn ha. Và cứ như vậy các bạn sẽ đi cho mình 5X1V, 5X1V ha các bạn. Cuối hàng thì các bạn nhớ là còn 3 cái mũi X ở cuối hàng ha. Như vậy là cuối của cái hàng này nè các bạn. Đó, mình sẽ còn lại là 3 cái mũi X nè. Đó, các bạn sẽ đi cho mình 3 cái mũi X này nha. Đó, 3 cái mũi X ở cuối hàng này. Như vậy là đi xong cái hàng này các bạn, thì các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi X không nha. Có nghĩa là chân nào các bạn sẽ đi chân đó giùm mình. Đối với cái hàng tiếp theo đó, mình sẽ không thêm nữa nha các bạn. Đó, chân nào các bạn sẽ đi chân đó như vậy. Đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi nha. Đó. Hàng tiếp theo mình sẽ không thêm nha. Chân nào các bạn sẽ đi chân đó. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo sẽ là 6 thêm ha các bạn. Rồi 6 cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình 6X nha. 1 2 3 4 5 6. Cái chân kế tiếp các bạn sẽ thêm, có nghĩa là hai mũi đơn vào một chân. Rồi mình đánh dấu vào luôn. Và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng 8 lần như vậy nha các bạn. Đó, cứ 6X thì các bạn sẽ thêm 4 5 6. Đó, chân kế tiếp các bạn sẽ thêm cho mình. Đó, cứ 6X 1 thêm, 6X 1 thêm. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng này thôi nha. 6X 1 thêm. Rồi, qua tới cái hàng tiếp theo sẽ là cái hàng 7 thêm ha các bạn. Thì mình cũng sẽ sử dụng cái phương pháp tản mũi ha, để mình tản cái mũi nó ra. Ba cái chân đầu này các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi X. Rồi cái chân kế tiếp các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V. Đó. Tiếp tục ha, thì các bạn sẽ đi cho mình là 7X nha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi kế tiếp các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V. Và các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 7 lần như vậy. 7X1V, 7X1V, 7X1V. Đi 7 lần như vậy ha các bạn. Đó. Và còn một cái lần nữa cuối của cái hàng này nè, thì mình sẽ còn lại 4 cái mũi X ở cuối hàng. Vì nãy mình đã đi 3X và 1 thêm rồi nè các bạn ha. Thì mình sẽ còn thiếu lại 4 cái mũi X ở cuối hàng nha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng cho mình. Cứ 7X 1 thêm, 7X 1 thêm, 7X 1 thêm. Các bạn đi 7 lần như vậy, cuối hàng sẽ còn lại 4 cái mũi X ở cuối hàng này cho mình nha. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo sẽ là cái hàng 8 thêm ha các bạn. Rồi các bạn sẽ đi cho mình 8X nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, và chân kế tiếp thì các bạn sẽ thêm nha.
Đó, và các bạn sẽ đi 8 lần như vậy ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 và một cái mũi thêm. Đó, thêm thì các bạn sẽ đi hai cái mũi ít vào chung chân thôi. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ đi 8 lần giùm mình cho nó giáp vòng ha. Rồi như vậy là sau khi các bạn đã đi được cái hàng 8 thêm thì qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi ít ha các bạn ha. Đó, chân nào các bạn sẽ đi chân đó, mình sẽ không thêm và không bớt ở cái hàng này nha các bạn. Đó, chân nào các bạn sẽ đi chân đó giùm mình. Đó, giống như cái hàng sau cái hàng 5 thêm đó, mình cũng đi một cái hàng mũi ít như vậy ha các bạn. Đó, bây giờ sau cái hàng thứ 8 thì mình cũng đi một cái hàng mũi ít như vậy luôn. Đó, các bạn không thêm và không bớt nha. Đó, chân nào các bạn sẽ đi chân đó giùm mình như vậy. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ đi tới cuối hàng giùm mình. Đó, cái hàng này mình không thêm và cũng không bớt nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý giùm mình. Đó. Như vậy là qua tới cái hàng tiếp theo sẽ là cái hàng chính thêm ha các bạn. Đó, thì mình cũng tản mũi tiếp tục ha. Đó, bốn cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình là bốn cái mũi đơn nha. Đó, bốn cái mũi ít như vậy. Đó, mình sẽ đánh dấu hàng vào. Và cái chân kế tiếp thì sẽ là một cái mũi V. Đó, 4X và 1V ha. Thì cuối của cái hàng này mình sẽ còn lại là 5X ha các bạn ha. Đó, mình ghép vô thì cũng thành là 9 thêm thôi. Nhưng mà mình sẽ tản mũi nó ra để cho những cái mũi thêm đó nó sẽ không có tập trung tại một chỗ và nó sẽ làm cho cái sản phẩm của mình nó không được đẹp ha các bạn. Rồi, 7 lần kế tiếp thì các bạn sẽ đi cho mình là 9X nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 và cái chân kế tiếp sẽ thêm giùm mình. Đó, và 7 lần như vậy các bạn sẽ đi giống y như vậy nha. 7X thêm, à, xin lỗi các bạn, 9X thêm, 9X thêm nha các bạn. Đó, 9X thêm, 9X thêm và các bạn sẽ đi 7 lần như vậy giùm mình. Cuối của cái hàng này nè các bạn, mình sẽ còn lại là 5 cái mũi ít ở cuối hàng nha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng này giùm mình. 9X thêm ha các bạn, 9X thêm 7 lần và cuối hàng sẽ còn lại là 5 cái mũi đơn nha. Đó, như vậy là sau khi các bạn đi cái hàng 9 thêm ha các bạn, và mình sẽ sử dụng cái phương pháp tản mũi đó. Xong thì qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi ít ha các bạn. Đối với cái hàng này thì chân nào các bạn sẽ đi chân đó giùm mình nha. Đó, đối với cái hàng này thì mình không thêm và cũng không bớt ha các bạn. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. À, bắt đầu từ cái hàng thứ 8 đó các bạn, à, thì các bạn cứ đi 8 thêm thì mình sẽ đi một cái hàng không thêm. Rồi tới 9 thêm mình sẽ đi một cái hàng không thêm. Đó, 10 thêm mình sẽ đi một cái hàng không thêm. Đó, bắt đầu từ cái hàng số 8 thì mình sẽ đi giống vậy nha các bạn. Nhưng riêng đối với những cái hàng mà mũi lẻ đó ha, ví dụ như 9 nè, 11 nè, thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp tản mũi để cho cái số mũi mà mình thêm đó, nó không có trùng nhau là được ha các bạn. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình nha. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo sẽ là 10 thêm ha các bạn. Thì các bạn sẽ đi cho mình 10 cái chân đầu. Các bạn sẽ đi 10X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V. Đó, và các bạn cũng đi cho mình tổng cộng 8 lần như vậy nha các bạn. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Cứ 10X 1V, 10X 1V, 10X 1V nha.
Rồi như vậy là sau khi các bạn đã đi cái hàng 10 thêm thì mình cũng sẽ đi một cái hàng mũi ít không hay các bạn ha. Đó. À, đối với cái hàng này thì chân nào các bạn sẽ đi chân đó giùm mình nha. Mình không thêm cũng không bớt luôn. Đó. Như hồi nãy mình đã nói thì bắt đầu từ cái hàng số 8 đó các bạn. À thì mình sẽ đi một cái hàng không thêm như vậy đó. 8 ít thêm thì tới cái hàng tiếp theo sẽ không thêm. Rồi tới 9 ít thêm á thì tới hàng kế tiếp sẽ không thêm. Rồi tới 10 thêm thì cái hàng kế tiếp cũng không thêm ha. Đó là đối với cái hàng này. Thì chân nào các bạn sẽ móc chân đó giùm mình. Đó và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Không thêm nha các bạn, đối với cái hàng này là hàng không thêm. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo sẽ là cái hàng 11 thêm ha các bạn. Thì các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít trước nha. Và một cái mũi thêm. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, và cái mũi kế tiếp sẽ là một cái mũi thêm. Đó, mình tản cái mũi ra ha các bạn. Đó, và cuối của cái hàng này thì sẽ còn lại là 6 cái mũi ít cuối hàng ha các bạn. Rồi còn 7 lần nữa thì các bạn sẽ đi cho mình là 11 ít nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và cái chân kế tiếp các bạn sẽ thêm. Đó như vậy là các bạn sẽ đi 7 lần như vậy nha. 11 thêm 7 lần như vậy. Và cuối hàng của nó sẽ còn lại tổng cộng là 6 cái mũi ít nữa. Như vậy là nó sẽ đủ cái hàng này ha các bạn. Rồi cứ dạy các bạn sẽ đi hết hàng cho mình thôi nha. Rồi qua cái hàng kế tiếp ha các bạn. Sau cái hàng 11 thêm đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi ít nha. Hàng này thì không thêm nha các bạn. Đó, chân nào các bạn sẽ đi chân đó nha. Không thêm giùm mình. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Chân nào các bạn sẽ đi chân đó và mình không thêm không bớt nha các bạn. Đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi giùm mình nha. Như vậy là qua tới cái hàng tiếp theo ha các bạn, sẽ là cái hàng cuối cùng mình đi cái hàng thêm đó, sẽ là 12 thêm nha các bạn nha. 12 thêm thì các bạn sẽ đi cho mình là 12 cái mũi ít nha. Và sau đó thì sẽ đi cái mũi thêm thôi. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 thêm. Đó và sau đó thì đi một cái mũi thêm giùm mình. Đó và đối với cái hàng này các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng 8 lần như vậy các bạn. 12 ít thêm, 12 ít thêm, 12 ít thêm ha. Và đi 8 lần như vậy cho tới cuối hàng giùm mình nha. Rồi như vậy là sau khi các bạn đã đi xong cái hàng 12 thêm ha các bạn ha. Đó thì qua tới cái hàng tiếp theo á, thay vì mình sẽ đi một cái hàng mũi không thêm thì cái hàng kế tiếp mình sẽ vừa đi và mình sẽ vừa nối vào luôn ha các bạn ha. Ở đây thì mình đã kết lại nè. Mình đã có 5 cái hoa văn và mình sẽ kết lại rồi. Đó thì nó sẽ có tổng cộng là cái này thì nó sẽ lệch so với lại cái mũ của mình là một mũi ha các bạn ha. Đó và mình sẽ kết lại bình thường không có gì hết trơn ha các bạn. Đó mình chỉ nó vôi ra một mũi thôi. Đó và qua tới cái hàng này thì mình đã có được là 104 mũi ha các bạn. Rồi tiếp tục ha thì mình sẽ vừa móc và mình sẽ vừa nối vào luôn nha. Ở đây mình sẽ đi mũi đơn bình thường này các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ kết vào thôi. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ kết vào cái mũi đây giùm mình. Đó, các bạn sẽ đưa chỉ qua và vừa đi mình sẽ vừa kết bình thường thôi. Đó. Cứ đi mũi đơn ha các bạn. Đó. Đó, sau khi đi xong thì mình sẽ kéo cái mũi này qua nè. Đó và mình sẽ kết nó qua thôi. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ đi tiếp ha các bạn. Đó, đi tiếp cái mũi đơn ở trên này. Đó. Và sau đó thì mình sẽ kéo chỉ và mình sẽ kết nó qua bên này thôi. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ đi mũi đơn. Đó. Đó.
Trường hợp mà các bạn thấy nó không đẹp, các bạn cũng có thể dùng kim á các bạn, đó các bạn may vào cũng được. Nhà mình thấy cái này nó, cái mũi nó cũng tương đối là đẹp nha các bạn. Đó, cái mũi cũng tương đối là đẹp ha. Đó. Đó nên các bạn thấy mà nó vừa móc mà vừa đi vậy nó không tiện đó, thì các bạn có thể dùng kim và mình sẽ khâu vào. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi, bởi vì nó cũng tương đối với nhau ha các bạn ha. Ở phía trên thì 104 mũi và dưới cái nón này thì là 105 mũi đó, mình cũng xê xích nhau thôi chứ nó cũng không có nó cũng không có chênh lệch nhiều ha các bạn. Đó, cứ một mũi ở phía trên thì mình sẽ ráp với một cái mũi ở phía dưới thôi. Đó, đi xong cái mũi đơn thì mình sẽ kết xuống đây. Đó, mình kéo cái mũi này qua thôi để mình kết thôi, rồi lại tiếp tục đi cái mũi đơn ở phía trên. Đó, và ở dưới này thì mình cũng sẽ kết nó qua. Đó, các bạn nhìn nó giống y như là cái mũi mình là may vào thôi các bạn. Đó, đó, đó cũng khá là đẹp ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng này giùm mình thôi. Các bạn ơi, như vậy là sau khi mình khâu xong vào đó các bạn, đó thì cái chiếc nón của mình nó sẽ được như vậy ha. Đó, các bạn sẽ đội lên nhìn cũng rất là đẹp đó các bạn. Đó, rồi tiếp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái viền ha các bạn ha, móc cái vành ha. Trước khi móc cái vành đó các bạn, thì ở đây mình sẽ đi cái một cái hàng mũi đơn trước khi ra cái vành nón ha các bạn. Thì ở đây như vậy nè, một cái hoa văn của mình đó, đây là một cái ô vuông này, cái cạnh ô vuông này là mình đã thêm 21 rồi đó. Thì tương ứng với một cái cạnh của cái ô vuông thì mình sẽ có là 28 mũi ha các bạn ha, và nhân 5 lên sẽ được 104 mũi, thì các bạn sẽ đi 140 cái mũi ít đó giùm mình nha. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình như vậy. Đó, mình sẽ đi trước một cái hàng mũi đơn trước, rồi sau đó thì mình sẽ đi cái hàng 4 thêm hai các bạn ha. Đó, rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình nha. Đó, rồi như vậy là sau khi các bạn đã đi một cái hàng mũi đơn thì qua tới cái hàng tiếp theo ha. Ở đây các bạn có thể kết vòng hoặc là mình móc xoắn ốc luôn đều được ha các bạn ha. Đó, mình móc xoắn ốc luôn thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi đơn nè, đó ba cái mũi x, kế tiếp sẽ là một cái mũi v ha các bạn ha. Đó, một cái mũi v, tiếp tục 3x, 1v, 3x, tiếp tới sẽ là 1v. 1V thì các bạn sẽ đi là hai cái mũi đơn chung chân đó ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình luôn. Đó, đó cứ 3x1V, 3x1V, 3x1V và các bạn đi hết hàng thôi. Như vậy là sau khi các bạn đã đi được cái hàng 3 thêm ha các bạn ha, thì ba cái hàng kế tiếp nha, các bạn sẽ đi cho mình là ba cái hàng mũi x. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình, mình không thêm và không bớt trong ba cái hàng kế tiếp ha các bạn ha. Đó, chân nào các bạn cũng sẽ đi như vậy giùm mình. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi. Rồi, như vậy là ba cái hàng kế tiếp các bạn sẽ đi cho mình mũi x không nha. Đó, không thêm và không bớt nha các bạn. Đó, rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi giùm mình nha. Là như vậy là sau khi các bạn đi ba hàng mũi đơn ha các bạn, đó các bạn đi ba hàng hoặc là bốn hàng đều được ha. Ở đây thì mình muốn cái nón, cái vành nón nó hơi cúp cho nên mình sẽ đi bốn hàng. Còn trường hợp mà các bạn muốn cái nón nó thẳng ha, cái vành nó thẳng ra, thì các bạn chỉ đi ba hàng là được ha các bạn ha. Rồi tiếp tục bốn cái hàng kế tiếp đó thì cái hàng kế tiếp thì mình sẽ đi hàng bốn thêm ha. Đó, ở đây thì mình sẽ nẹp cước vào luôn ha các bạn. Đó, một mà 2 3 4, và tới cái chân kế tiếp thì các bạn sẽ thêm giùm mình 4 thêm ha các bạn. Đó, rồi 4 cái chân kế tiếp là 4x. Đó, và cái chân kế tiếp sẽ là một cái mũi thêm. Đó, cứ 4x1 thêm ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Rồi sau khi đi xong cái hàng này thì mình lại tiếp tục đi thêm 4 cái hàng mũi không thêm ha các bạn.
Và cứ như vậy các bạn sẽ đi giùm mình thôi nha. Các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi 4 cái hàng mũi đơn nữa ha các bạn, đó thì mình cũng đã hoàn thành xong được cái vành nón ha các bạn ha. Đó, ở đây thì mình muốn làm cái vành nón cục ha, còn các bạn muốn làm cái vành nón dài thì mình lại tiếp tục năm thêm, và mình sẽ đi tiếp là 4 cái hàng mũi không thêm đó, thì mình sẽ hoàn thành được đây ha các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy chia sẻ video giùm mình và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn.